bữa nay Disneyland bữa nay là yes 69 năm rồi, năm tới là 70 năm lận. Yeah, tới bữa nay quên làm nhớ như ông Justin tính đi rằng làm ở San Joaquin giờ tới ở district mà bữa nay bị đổi á. Sợ là sao tôi sẽ về đưa cho Jack là thấy về về tôi sẽ khoe cái đó đưa cho Jack là nhận Karen bữa nay luôn lận. Cam Plum nhưng chắc là mấy giờ thấy nè, chắc là chịu cái đó luôn á. Yes. Alright. Bữa nay mà đón lần hồ luôn á, tại bữa nay được đi bơi luôn luôn á. Hơ hơ. Bữa nay tôi có lớp với Christina Nguyễn là chót rồi, ngày mai là chung với Aileen. Hai tuần sau với mai thi là xong luôn á. Yep. And then rồi tới tôi sẽ quay về cả về bản lần sau tôi sẽ đưa cho Stephanie cà phê thấy này nha. Alright, bye bye nha.